Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Khánh Linh sẽ hướng dẫn mọi người đếm nhịp từng bước bài chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bài này chúng ta gồm có một tổ hợp dạo và hai tổ hợp động tác. Sau đây xin mời mọi người cùng bắt đầu vào bài tập. Tổ hợp dạo, chúng ta sẽ đi sang bên phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp động tác thứ nhất, chúng ta sẽ bắt đầu bên trái trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta làm lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp động tác thứ hai, chúng ta vẫn sẽ bắt đầu bằng bên trái trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta làm lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vừa rồi Khánh Linh đã hướng dẫn đếm nhịp từng tổ hợp và bây giờ Khánh Linh sẽ đi demo từ đầu đến cuối bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8. Vừa rồi Khánh Linh đã hướng dẫn mọi người đếm nhịp xong bài Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, và bây giờ xin mời mọi người cùng vào phần khớp nhạc. Bồ câu trắng bay về trong nắng mưa.